Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Việt Nam Ngày 15 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tình, Việt Nam đối phó nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng. VOA dẫn tin từ truyền thông trong nước cho hay, dịch tả lợn châu Phi đang lây lan nhanh ra các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra chỉ thị tăng cường các biện pháp chống dịch. VOA dẫn cổng thông tin điện tử chính phủ, theo đó, chỉ thị được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng vào ngày 14 tháng 7, cảnh báo dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng rất cao. Thịt lợn hay thịt heo là thực phẩm chủ chốt của người dân Việt Nam. Do đó, nếu dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ đầu năm đến nay đã có 660 ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 44 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An. Số lợn bị buộc phải tiêu hủy là trên 42.400 con, cũng theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ dẫn lại. Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp như tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết, lợn nghi mắc bệnh và hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch phải tiêu hủy ngăn chặn và xử lý các trường hợp vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, sát trùng chuồng trại, phân bổ kinh phí mua vaccine để tiêm phòng cho đàn lợn, phạt các hộ chăn nuôi giấu dịch. VOA tiếp tục dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dịch tả lợn châu Phi từng bùng phát mạnh và tàn phá nặng nề ở Việt Nam hồi năm 2019 lan rộng ra khắp 63 tỉnh thành. Tổng số lợn chết và tiêu hủy trong đợt dịch khi đó lên đến 6 triệu con, với trọng lượng sắp xỉ 400.000 tấn. Phải mất gần một năm, Việt Nam mới khống chế được dịch khi đó, với tổng số tiền đã chi cho việc chống dịch là 12.000 tỷ đồng, tức gần nửa tỷ đô la Mỹ, cũng theo số liệu của cơ quan này. Và đây là hình hàng triệu con lợn đã chết do bị dịch tả lợn châu Phi vào năm 2019 ở Việt Nam. VOA cho biết, thời điểm từ nửa sau năm 2024 cho đến đầu năm 2025, là giai đoạn các hộ nông dân và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở Việt Nam chuẩn bị đàn lợn phục vụ cho Tết nguyên đáng khi nhu cầu thịt lợn tăng vọt. Theo VOA, trang VTV dẫn lời ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trấn An rằng, từ giờ đến cuối năm, kể cả Tết, khi nhu cầu thịt lợn tăng khoảng từ 10-15%, thì Việt Nam vẫn đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong nước, không cần phải nhập khẩu. Ông Trinh cũng khuyến cáo, 16 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn trên toàn quốc tăng đàn lợn nuôi từ nay đến cuối năm và đảm bảo chặt chẽ an toàn sinh học khi chăn nuôi. Cùng ngày 15 tháng 7, AFI Tiếng Việt cho hay dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ở Việt Nam và có thể làm ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn, tạo áp lực lên lạm phát. AFA cho biết, tả lợn châu Phi đã từng gây gián đoạn đối với thị trường thịt lợn, trị giá 250 tỷ đô la toàn cầu. Đợt dịch nặng nề nhất là vào năm 2018 và 2019, khoảng một nửa số lợn nuôi đã bị chết ở Trung Quốc nước sản xuất nhiều thịt lợn nhất thế giới, gây ra tổn thất ước tính khoảng hơn 100 tỷ đô la. AFA cũng cho biết, hồi tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã phê duyệt việc dùng vaccine tả lợn châu Phi sản xuất trong nước. Đây là vaccine phòng ngừa bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo và đề nghị có thêm xét nghiệm đối với loại vaccine này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dịch tả lẫn châu Phi bùng phát ở Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn Kính mời các bạn xem bản tin Tập còn phải đã nhiều hổ mới tăng được khả năng chiến đấu của quân đội Ngày 14 tháng 7, blog Ngô Nhân Dụng trên Weibo bình luận, Tập Cận Bình còn phải rất bận rộn với đã hổ diệt rồi. Theo đó, trong tuần tới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp Trung ương lần thứ ba trong nhiệm kỳ này để quyết định đường lối trong 5 đến 10 năm sắp đến. Kinh tế sẽ là đề tài quan trọng nhất vì tâm trạng bi quan của dân đang làm kinh tế trì trệ. Tập Cận Bình cần khích động tâm lý để dân Trung Hoa tiêu thụ nhiều hơn thay vì lo tiết kiệm. Một cách khôi phục niềm tin là chứng tỏ đảng vẫn quyết tâm chống tham nhũng. Và đây là hình bài trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả đề cập đến vụ khai trừ ra khỏi đảng hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa cho phép mở các cuộc điều tra và truy tố. Các vụ bắt bớ trên cho thấy kế hoạch trấn an dân chúng của Tập Cận Bình vẫn còn bận rộn. Tác giả bình luận cả hai vị Bộ trưởng này đều được Tập Cận Bình phong nhậm, nhưng Tập có vẻ không biết gì về các hành vi tồi bại suốt nhiều năm của họ. Điều đó chứng tỏ các ban thanh tra, kỷ lực của đảng không biết hoặc biết mà không nói. Hay nó cho thấy Tập không thể trừ hết được nạn tham nhũng vốn nằm trong bản chất của một chế độ độc tài toàn trị. Vì nguồn máy độc tài phải đẻ ra và nuôi dưỡng tham nhũng, tác giả cho biết Ngụy Phượng Hòa là người đứng đầu lực lượng hỏa tiễn ngay từ khi thành lập. Đó cũng là bộ phận kiểm soát kho vũ khí hạch tâm của Trung Quốc. Nhưng các hầm chứa hỏa tiễn và bơm nguyên tử cũng chứa đựng một ổ tham nhũng lớn. Từ giữa năm 2023, ít nhất 70 sĩ quan chỉ huy đã lần lượt biến mất mà không nêu lý do. Hai người kế nhiệm Ngụy Phượng Hòa đều bị cách chức. Người chỉ huy phòng 3 của lực lượng hỏa tiễn đã tự ải treo cổ chết khi các cuộc thanh trừng bắt đầu. Và đây là hình Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc. Điều đặc biệt tác giả dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhấn mạnh trong cáo trạng kết tội Ngụy Phượng Hòa ngày 27 tháng 6 có hai thất tiếc. Nói Ngụy Phượng Hòa thất tiếc, có thể hiểu là có lẽ ông đã có quan hệ với một thế lực ngoại quốc, chứ không phải chỉ tham nhũng mà thôi. Ngụy Phượng Hòa đã thất tiếc như thế nào, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giữ bí mật rất lâu. Về Lý Thượng Phúc, tác giả cho hay, ông vốn là một kỹ sư về không gian, được tập phong đại tướng năm 2019. Trong 10 năm chỉ huy trung tâm không gian, ông Lý đã phóng nhiều hỏa tiễn, trong đó có hàng Nga số 2, đưa khí cụ lên thám hiểm mặt trăng vào cuối năm 2010. Ông Lý được lên thay Ngụy Phượng Hòa vì tập muốn canh tân bộ máy quân sự trong cuộc chạy đua vũ khí với Mỹ. Nhưng là bộ trưởng mới được 5 tháng, Lý Thượng Phúc bỗng dưng biến mất. Lý biến mất cùng thời gian, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Tần Cương cũng mất tích. Vắng mặt hàng tháng trời, về lý do sức khỏe mà không biết trị bệnh ở đâu. Hai tháng sau, bản tin Lý Thượng Phúc bị cách chức mới được công bố. Lý chiếm kỷ lục là vị bộ trưởng quốc phòng ngồi ghế trong thời gian ngắn nhất. Tác giả nhận định, công bố việc khai trừ hai cựu bộ trưởng quốc phòng trong cùng một ngày là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Chứng tỏ Tập muốn dân Trung Hoa biết mình vẫn tích cực chống tham nhũng. Và đây là hình lãnh đạo tối cao của Trung Cộng Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản Trung Quốc là khu rừng nuôi nhiều hổ. Sau 12 năm, Tập vẫn chưa đã hết được tác giả dẫn nhận xét của nhà bình luận Gordon Chang trên báo Bưu điện Hoa Nam sáng ngày 8 tháng 7 nói rằng một mối quan tâm lớn của ông Tập là không biết mình có nắm vững lực lượng vũ khí nguyên tử của Trung Quốc hay không. Tác giả cũng dẫn câu hỏi của tướng Hà Vệ Đông, phó chủ tịch quân ủy Trung ương về khả năng chiến đấu chỉ có bề ngoài của quân đội Trung Quốc. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đoán rằng ông muốn nói tới nạn tham nhũng trong quân đội. Tác giả cho rằng muốn tấn công Đài Loan, Trung Cộng cần sử dụng hỏa tiễn có thể dùng bơm nguyên tử để đe dọa không cho các nước khác can thiệp. Nếu cả lực lượng hỏa tiễn thối nát từ trên xuống dưới thì chiến thuật đe dọa này trống rỗng. Tình báo Mỹ từng tiết lộ, nhiều hỏa tiễn của Trung cộng không chứa xăng, chỉ đổ đầy nước. Tập Cận Bình hiểu rằng, nếu chính quyền Đài Bắc không tỏ ra lo lắng trước những lời đe dọa tấn công thì cũng vì họ biết rõ thực lực của các hỏa tiễn của Trung cộng. Muốn đe dọa khiến Đài Loan sợ thật, Tập Cận Bình còn phải đã thêm nhiều con hổ nữa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tập còn phải đã nhiều hổ mới tăng được khả năng chiến đấu của quân đội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.